nó sẽ có cái đường sọc dài hơn nè, mình sẽ giống như loại này có hai kiểu thôi, kiểu này đó, gọi như là hình giống y chang, nó sẽ giống cái này sẽ giống nhau. Ok, đây là cái loại khác, loại này thì nó sẽ giống với loại thằng này, cái mặt nó sẽ như vậy. Mình sẽ dùng kéo mình cắt ra.
tốt luôn, quá ngon luôn, quá ngon. Hy vọng anh em nên thay hết tất cả những khiếm này rồi. Nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.